Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 5, con và chị Hai Nguyễn Phạm Thảo Vi có phóng sanh các chúng sinh cá. Các chúng sinh cá cùng con niệm Phật nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện mười phương chư Phật ứng chứng cho con, cho những chúng sanh này sớm được gieo duyên với mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát. Sao cho những chúng sanh này sớm được độ hành Phật quả. Nguyện cho những chúng sanh này đời sau tu hành tinh tấn giữ giới trang nghiêm, không tham đắm hồng trần, không tham sân si. Con nguyện khi mà đủ duyên để mà độ lại cho những chúng sanh này thì cho con thời gian chưa hành Phật quả, cho con lúc nào cũng tu đúng đường, được Phật Bồ Tát chỉ dẫn cho con, và cho con là một vị thầy đầy đủ đạo đức, đầy đủ phẩm hạnh, giới luật nghiêm túc, không nhiễm trần bất cứ một điều gì, tài sắc danh vọng thọ thực cho những ai cúng dường thì con cũng không ham muốn để mà thọ hưởng những phần mà chúng sanh ấy cung phụng cho con. Con nguyện những cái số chúng sanh này con thả con cứu họ thì nguyện cho họ được công đức này, và xin hồi hướng cho bà ngoại của con tên Đào Kim Trinh, mẹ của con Phạm Thị Thanh Hà, chồng của con Nguyễn Phạm Phú Quý, và con của con Nguyễn Đào Vân Anh, Nguyễn Đào Đức Anh và giống thai nhi của con Nguyễn Đào Vân Nhi. Những chúng sanh này được giao duyên với bà ngoại mẹ chồng và các con của con, vong thai nhi của con, cho bà ngoại mẹ chồng và các con của con, vong thai nhi của con cùng các chúng sanh này sớm được gặp Phật Bồ Tát mà tu hành chánh quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con và chị Hai Nguyễn Phạm Bảo Vi xin hồi hướng công đức phóng sanh chị Trú Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú để thập hương, để phục hưng chánh pháp chánh khí cho trời đất, và xin hồi hướng tất cả cho cụ Quyền, hất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và cho ông bà anh chị em con cháu hiện tiền đồng thành Phật quả. Chúng con xin đem công đức này hồi hướng cho mười phương pháp giới vạn vật bên ngoài, ngạ quỷ súc sanh, của Quyền hất tổ nhiều đời nhiều kiếp, cho ông gia trái chủ, cho những nhân nhi bị chết oan bị phá thai, cho những chúng sanh chết vì bị chiến tranh, cho những nhân nhi chết không nơi nương tựa, chết vì bị động đất sóng thần, vì bị hất cổ tự sát, chết lửa chết nước, cho những anh hùng liệt sĩ. Xin cho chúng con nghiệp chướng được tiêu trừ và đồng nhau được giải thoát các tây phương cực lạc, trên cầu thành Phật đạo dưới đổ ba đường ác. Nguyện nghe hoa thấy nghe thêm mảng báo thân này được giải thoát đến tây phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mở ra không? Mở ra. Em mẹ thả té đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Nam Mô, bạn con vuốt mấy bạn cá đi, thôi còn lộng động dưới bây giờ, từ từ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu rồi? Cá này hơi yếu nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn cá này không biết có sống nổi không nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn cá này yếu quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Sống nổi mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Cá nhỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn cá nhỏ nó sống rồi, bạn cá kia chắc chết quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh xuống đó hả? À, bạn đó chắc không sống được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh đó không sống hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Kệ đi bạn đó. Bạn đó hơi yếu. Ừ, cầu cho bạn đó sống nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bác sĩ sống ra đúng không? À, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn cá ơi. Đó hả? Qua vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn cá về với sông nước nha. Cái này con thấy con cá rồi. Ồ, bạn này cũng to quá nè Win. Bạn này có trứng nhiều quá nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Này không nhảy nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy cá rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ rồi bạn nó tỉnh con. Ôi bạn nó chưa tỉnh được nữa kìa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi, bạn nó bơi quá bơi à. Hết rồi mẹ ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết rồi mẹ.